Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và như anh em đã biết thì dòng Acer Predator Helios luôn là một trong những dòng laptop được rất nhiều mọi người quan tâm, bởi vì đây là một dòng laptop có thiết kế tương đối là ấm hố và khá là đẹp. Vậy thì trong năm 2021, Acer khi đã nâng cấp cho dòng Helios của mình lên mức là những linh kiện đời mới nhất i7 này, RTX 3000 này, thì liệu rằng nó còn là một chiếc laptop cực kỳ là hấp dẫn trong tầm giá 40 triệu không? Thì chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi đó trong video này nhé. Hãy bắt đầu bằng mức giá và cấu hình đi được không? Với mức giá tiệm cận với 40 triệu, chúng ta sẽ nhận được một cái laptop với CPU i7 11800H 8x16 luồng, RAM 16GB Dual Channel là ở bus 3200 và có CAS là 22. Ngoài ra sẽ còn có ổ cứng SSD NVMe 4.0 512GB đến từ Samsung và cảm hình RTX 3060 đến từ Nvidia. Ngoài ra một cái điểm hay ho nữa đó chính là chiếc laptop này có một màn hình 15,6 inch, độ phân giải là QHD với độ làm tươi là 165Hz. Và Helios 300 sẽ còn có hai phiên bản khác, một phiên bản thấp cấp hơn với mức giá 34 triệu thì anh em sẽ bị giảm xuống cảm hình RTX 3050 Ti, màn hình chỉ còn là Full HD 144Hz và chỉ còn một thanh RAM 8GB mà thôi. Còn vẫn có một phiên bản cao cấp hơn một tẹo nữa, rất là phù với những anh em nào chơi những tựa game FPS như là CSGO hoặc Valorant. Rồi, vậy thì cái điểm thiết kế thì sao? Như anh em biết đấy thì Acer Predator Triton là cũng là một dòng khác laptop cũng thuộc dòng Predator, nhưng mà thiết kế nó nhẹ nhàng hơn, gọi là đơn giản hơn một tẹo. Còn với Helios thì Acer đã tăng lên cái điểm hầm hố lên 100 luôn. Tại vì đơn giản là cái chiếc laptop này nhá, những cái đá tản nhiệt của nó đều được sơn vào màu xanh để tạo nên một tông chủ đạo là phong cách xanh đấy. Và những cái khe khí tản nhiệt của nó được sơn một cái màu bạc, tạo nên một cảm giác tương đối hầm hố, khá giống siêu xe, hơi bị Lamborghini và cũng tẹo tẹo Ferrari. Ngoài ra thì ở bên trên mặt trên đây sẽ là một cái logo Predator, và cái logo này chỉ phát sáng đúng một màu xanh mà thôi để tạo cái phong cách xanh của nó cơ mà. Những cái viền bên cạnh này thì sẽ hơi bị gọi là vuông góc một chút, hơi bị đây anh em thấy như kiểu hình thang ấy. Và một điểm trừ ở đây là nó hơi sắc sắc và nó hơi xước xước, mình sờ và cảm thấy hơi bị đau tay mà tẹo, thế nên là nếu mà anh em đụng vào đây nhiều là cảm thấy hơi khó chịu đấy. Tiếp theo này sẽ là cái màn hình của nó. Chúng ta có thể mở cái màn hình này lên một cách dễ dàng mà không hề bị rung đậy một chút nào cả. Đây là một cái màn hình 15,6 inch với độ phân giải là QHD, độ làm tươi là 165Hz. Với mình thì mình đánh giá rằng đây là một màn hình điểm A nhá. Đơn giản tại sao? Thứ nhất, cái màn hình này có độ sai màu tương đối là thấp. Khi mà mở máy lên thì nó chỉ sai, độ sai màu của nó chỉ delta E chỉ hơn một chút thôi. Và sau khi mình cân chỉnh lại thì nó chỉ còn hơn 0,7 một tí tẹo tẹo. Cái độ phủ màu của nó cũng tương đối là rộng, 100% giải màu sRGB này, 81% giải màu Adobe RGB và 99% giải màu DCI-P3, cực kỳ là phù hợp cho những anh em nào đang muốn sử dụng này không chỉ làm gaming mà còn để làm content, tạo ảnh, làm video một cách rất dễ dàng. Và chơi game thì sao? Tất nhiên rồi, cái laptop này đã được mình test qua bài test Blur Buster và cái độ ghosting, tức là độ mờ khi mà hình ảnh di chuyển ấy, cũng rất là tốt so với một chiếc laptop, gọi là chiếc màn hình của laptop. Lý do tại sao mà chiếc màn hình này không đạt điểm A, đơn giản tại vì là cái độ sáng của màn hình này chỉ đạt có trên 270 nit mà thôi, chứ không quá 300 nit hay 350. Đây, trong tình trạng ánh sáng studio đây, nó cũng sẽ nhìn trông hơi tối tối một chút. Nhưng mà nếu anh em sử dụng một cách bình thường, trong một môi trường bình thường, đầy đủ sáng, gọi là đơn giản mà thôi, thì cái độ sáng màn hình này vẫn chấp nhận được. Và ở bên trên chiếc màn hình này chúng ta sẽ có một cái webcam. Cái webcam này thì chỉ là webcam 720p và nó sẽ chấp nhận được những cái gọi là nhu cầu cơ bản như là học online hoặc là làm việc online của anh em mà thôi, chứ không thể nào để livestream hay để chụp ảnh gọi là selfie được cái cả. Ở bên dưới cái màn hình đây chúng ta sẽ có một cái bàn phím. Đây là một bàn phím full size, tức là anh em sẽ không cần phải hy sinh phím mũi tên và cái number pad. Chúng ta sẽ còn đầy đủ các nút như là page up, page down này, và sẽ có một nút nguồn ở nằm bên trên góc bên tay phải của chiếc bàn phím này. Cái nút nguồn này thì rất là hay, bởi vì khi mà anh em chạm nhầm vào ấy thì nó không tắt luôn và phải giữ một lúc thì nó mới hiện ra những option để nào tắt này hoặc là đi ngủ. Và những cái phím này thì sẽ đầy đủ tất cả các chức năng mà anh em muốn có thể tiếp cận bằng nút FN. Ví dụ như là ở các phím number pad đây sẽ có tăng giảm âm lượng và tăng giảm độ sáng của màn hình này. Và bên trên góc bên trên cùng phía bên tay trái chúng ta sẽ có một nút turbo để bật quạt lên. Mình thì bấm thử nhá. Đó, và cái nút turbo lại sáng lên để thể hiện lên rằng là cái quạt đang bật rất là mạnh. Cái bàn phím này thì có RGB nhưng mà nó không RGB đến mức như mà anh em mong muốn. Nó chỉ là RGB 4 vùng mà thôi, 1, 2, 3, 4, chứ không phải RGB từng phím như những chiếc laptop trong cùng phân khúc. Nhờ cái bàn phím này thì mình đánh giá rằng một cái trải nghiệm bấm B cộng được mà thôi. Đơn giản tại vì là
tuy là full size, layout hợp lý, khoảng cách ok, nhưng mà cái trải nghiệm bấm phím của nó hơi nông hơn so với mình mong chờ từ một chiếc laptop 40 triệu một chút, và cái lực phản hồi cũng không phải là tốt nhất. Về phía bên dưới đây, chúng ta sẽ có một cái touchpad. Cái touchpad này thì có kích cỡ là trung bình, sử dụng Windows Precision Driver, tức là anh em có thể để cảm ứng đa điểm một cách dễ dàng và thoải mái. Khi mà mình để tay thì cái vị trí touchpad này dẫn tới việc là cái mu bàn tay của mình chạm vào trên touchpad, và nhiều khi cái gọi là cái palm rejection, tức là cái để tức là tránh để cái má bàn tay nó không di chuyển chuột ấy, không hoạt động đủ tốt, dẫn tới cái việc là mình đặt tay lên thôi là nó vẫn di chuyển chuột một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vậy thì về cổng kết nối thì sao? Chúng ta ở bên tay phải, chúng ta sẽ có một cổng Thunderbolt 4 này, một cổng USB 3.2 Gen 1 này, một cổng HDMI 2.1 này và một cổng mini DisplayPort. Về phía bên tay trái, chúng ta sẽ có những gì? Đây sẽ là một cổng LAN này, rất là dễ dàng để mở ra này, hai cổng USB 3.2 Gen 1 khác và một cổng audio combo để anh em có thể gắn những cái tai nghe mà kết hợp đấy. Cái cổng kết nối này thì mình đánh giá rằng là ổn, vừa đủ cho những anh em dùng. Nhưng mà vì đây là một chiếc laptop có hướng hơn một chút, mình cảm giác là có hướng hơn một chút với những người làm content, làm video, làm ảnh, thế nên giá mà Acer có thể đặt vào đây một cái khe cắm thẻ nhớ SD để anh em có thể cho thẻ nhớ vào mà không cần phải dùng đầu đọc gì cả. Vậy thì cái chất lượng build của chiếc laptop 40 triệu này thì sao? Mình đánh giá rằng là tương đối là tốt. Tuy cái phần đáy này và cái phần mặt màn hình này nó làm bằng nhựa, nhưng mà tất cả những phần còn lại đều được làm bằng nhôm và thép, thế nên là cái trải nghiệm lắc của nó cũng không quá là nhiều, tương đối là chắc chắn. Em có thể để ý ở đây màn hình khi mà mình lắc này, nó sẽ vẫn có những cái độ hơi lộ lắc nhẹ nhưng mà không quá là nhiều. Còn cái bàn phím chúng ta sẽ cần phải ấn rất là nhiều lực thì mới có thể lún xuống. Về phía bên hai góc bên cạnh đây sẽ là hai cái loa của Acer, và Acer Helios thì được trang bị hai cái loa cũng tương đối là lớn, nhưng mà nó gặp một cái bẫy, tức là một cái điểm yếu gọi là khá là nhiều ở những chiếc laptop Windows, tức là nó không có quá nhiều bass. Giải mid nghe ok, giải high cũng nghe ok, nhưng mà giải bass hơi thiếu, dẫn tới những cái trải nghiệm nghe nhạc những EDM hoặc là những nhạc sập sình một chút hơi thiếu cảm xúc và thiếu độ rung động. Và bên cạnh ở phần dưới này thì chúng ta sẽ có một cục pin 59 Wh. Ai già già, i7-11800H RTX 3060 mà lại 59 Wh á? Nghe có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ? Đúng là như vậy. Cái laptop này tạo nên một cái, với một cục pin bé như vậy, mình chỉ có thể sử dụng khi mà xem YouTube ấy, là trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Và khi mà chơi game bật ở max setting màn hình QHD thì thời gian chơi game cũng chỉ đạt tiệm cận đến 1 tiếng, dẫn tới gọi là anh em sẽ luôn luôn phải cầm theo mình cái cục sạc của nó. Và cái cục sạc của nó là một cục sạc tương đối là nặng, 230W điện cơ, thế nên là anh em phải suy tính khi mà đem cái laptop này đi lung tung nhá. Về nhiệt độ thì sao? Mình đánh giá rằng với chiếc laptop này, mức nhiệt độ của nó rất tốt, nhưng mà mình đã không nói mức nhiệt độ của gọi là phần cứng bên trong nhá, tí nữa mình sẽ nói sau. Về CPU thì chúng ta sẽ có CPU i7-11800H, đây là phiên bản 45W, nhưng mà nó có thể boost lên tận là 100W động cơ. Dạ vâng, rất là cao đúng không ạ? Khi mà mình stress test thì mức nhiệt độ cao nhất của chiếc CPU này là 94 độ lận, và cái mức boost cao nhất của nó là 4.0, nó giảm dần về 2.5, và khi nó ở 2.5GHz ấy thì cái nhiệt độ của nó sẽ ổn định ở mức 90 độ. Còn cảm hình thì sao? Chúng ta sẽ có cảm hình RTX 3060 ở đây. Đây là phiên bản 95-100W và mức nhiệt độ của nó tương đối là tốt. Cái nhiệt độ nó không bao giờ vượt quá ngưỡng 97 cả, và cái mức xung của nó giữ ở mức tương đối là ổn định. Khi mà mình stress test cái chiếc máy tính này, cái chiếc laptop này thì mức nhiệt độ nóng nhất đó chính là phần ở bên trên đây, với mức nhiệt độ lên tới là 46 độ C, rất là nóng nếu mà anh em đặt tay vào. Nhưng tất cả những phần còn lại thì rất là tốt. Với phím số, khu vực phím số 2 và phím gọi là phím Helios ở đây, phím Predator ở đây rất là mát, đơn giản tại vì là đây là khu vực của hai cái quạt tản nhiệt. Những cái phần còn lại thì mình đánh giá rất là tốt. Nhiệt độ không bao giờ nhảy quá lên so với 40 độ, và nếu anh đặt tay lên không hề thấy nóng hay bị bỏng gì cả. Thế nên là rất là ok mà thôi. Vậy còn tiếng ồn thì sao? Dạ vâng, tiếng ồn của chiếc laptop này khi mà mình stress test thì nó tương đối là lớn đấy. Nhưng mà cái chất lượng tiếng ồn nó không gọi là không gây khó chịu đâu. Tiếng ồn theo kiểu gọi là tiếng rít cao lên này, hoặc tiếng quá là ồn. Nhưng cái loa, cái quạt của cái này nó có một cái tiếng ồn theo kiểu gọi là trầm, hơi trầm ngâm hơn một chút, và nó sẽ không làm cho anh cảm thấy quá là khó chịu khi mà chơi game hay là làm việc nặng đâu. Dạ vâng, với một cấu hình cao như thế này thì mình nghĩ rằng chúng ta nên test một vài tựa game chứ nhỉ. Và do mình thấy rằng laptop này cũng hơi hướng về gọi là một những người làm content, thế nên là mình còn test cả những cái ứng dụng làm việc nữa. Ở trên bộ máy Helios 300 thì mình sẽ test tổng cộng là 5 tựa game ở độ phân giải 2K.
Với Horizon Zero Dawn Preset Ultra thì mình sẽ được là 48 FPS và Assassin's Creed Odyssey Ultra High thì mình sẽ được là 44 FPS. Borderlands 3, một tựa game tương đối là hay với độ phân giải là 2K và mức setting là Ultra thì mình sẽ đạt được là 45 FPS. Gears 5 Ultra thì mình cũng đạt được 62 FPS và CS:GO ở mức cao nhất thì mình đạt được là 158 FPS. Có vẻ dường như là chiếc RTX 3060 trên laptop là hơi đuối theo cái setting cao nhất ở độ phân giải 2K. Thế nên các anh em mà chơi những tựa game AAA thì hãy giảm xuống mức High hoặc Medium để có một trải nghiệm 60 FPS mượt mà hơn trên cái màn hình 2K này. Vậy thì còn làm việc thì sao? Chiếc laptop này tương đối là tốt với việc làm việc. Với Fujitsu Band Premiere Pro thì mình đạt được là 452 điểm, còn Photoshop thì là 859 điểm. Với Cinebench R15 thì số điểm đơn nhân là 213 và đa nhân là 1528. Còn với R20 thì sao? Số điểm đơn nhân sẽ là 545 và đa nhân là 3611. Với V-Ray CPU thì mình sẽ đạt được là 11.056 K-Sample và V-Ray GPU thì sẽ đạt là 292 MPad. Và đây sẽ là kết quả của Octane Bench, anh em có thể xem và có thể nhìn một cách kỹ càng hơn. Đây là một bộ máy thực sự rất là tốt với những em nào mà đang là một người làm content, muốn làm việc và cũng đồng thời để chơi game thì Helios 300 cũng là một lựa chọn cực kỳ là phù hợp. Vậy thì về lâu về dài, chiếc laptop này nó có thể nâng cấp như thế nào? Câu trả lời là rất nhiều các lựa chọn nhá. Về vị chiếu bên dưới chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 khe RAM gắn rời và trong này đã sẵn là 16GB. Thế nên là nếu mà anh em nâng cấp thì anh em có thể tháo 2 thanh 8 ra và gắn vào đó 2 thanh 16 để nâng cấp lên là 32GB. Ngoài ra chúng ta sẽ còn 2 khe M.2 SSD nữa để anh có thể gắn các loại SSD vào. Và trong đây đã có sẵn một cái SSD 512GB thì anh em có thể đút vào đấy luôn một cái khe khác, và có thể là SSD NVMe hay là SATA M.2 đều được. Và nếu mà anh cảm thấy rằng là ui SSD NVMe hơi đắt tiền nhỉ, thì về phía bên này chúng ta sẽ còn có một khe 2.5 để anh em có thể gắn HDD hoặc là SSD 2.5 vào. Nhưng nếu mà anh em chưa hết bảo hành thì thật là may mắn làm sao, anh em vẫn có thể thay thế RAM và ổ cứng được. Bởi vì chính sách của Acer là bảo hành dựa vào các linh kiện trong máy tính chứ không phải là toàn bộ máy. Thế nên nếu anh em có thay thế bất kỳ thành phần nào thì vẫn được bảo hành chính hãng. Và trong thời gian hiện tại thì máy gaming của Acer thì được hưởng chính sách bảo hành là 3S1, tức là bảo hành nhanh qua 3 ngày thì 1 đổi 1. Và nếu mà anh em mua trước ngày 31 tháng 10 này thì còn có chương trình tặng thêm, đó chính là 1 năm bảo hành nữa. Thế nên là anh em hãy nhanh lên nhá. Rồi, mình thấy rằng là cái laptop này, Helios 300 này là một chiếc laptop rất là tốt trong với mức giá 40 triệu. Nó sẽ có rất nhiều những cái laptop khác là cạnh tranh, nhưng mà nó là một đối thủ rất đáng gờm và cực kỳ là hấp dẫn với những anh em nào mà thích cái dáng vẻ của một chiếc Acer Predator. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái chiếc laptop này, Helios 300 thì mình sẽ để link ở dưới mô tả. Hai con chúng mình đang bán và có rất là nhiều các phần quà đi kèm với chiếc laptop này. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.